thưa quý vị, hôm nay là ngày 17 tháng 5, là một cái ngày kỷ niệm 85 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và đây hàng triệu người đi đến để kính mừng ngày đại lễ. Rồi, tới. Đây hủ tàng, mang dép đỏ cỡ đó đã tạc. Em ra con. Nó mới được phạt. Ô, phạt con khỉ nè, mà khỉ vào đâu rồi? Khỉ vô đó rồi hả? Ngủ hả? Biết rồi, không cho nó ra đặng nó diễn một chút. Ngủ hả? Con. Mà con khỉ kia đâu? Khỉ kia đưa chạy nào, tôi đem ra chạy hỏi. Khỉ con. Đây. Khỉ kia. Đất. Chừng nó cắn lộn nha. Chừng nãy nó nghe thầy. Nó ẩm lòng. Nó không chịu. Sao đậu bự vậy ạ? Dạ. Sao đậu bự vậy ạ? Khỉ đầu bự. Khỉ đầu bự hả? Dạ. Ủa, khỉ kia là khỉ đầu nhỏ hả? Nhìn chi cái đầu bự. Nghe đầu đính hả? Thầy nó gặp chó rồi. Kẻ nó gặp chó. Nói là thầy rồi mà. Nói rồi. Cho nó cho đợt cây cho cái. Nó đợt. Không, bởi vậy. Nói rồi mà. Thôi đi gút bên để nó gặp cho cái rồi. Còn gặp cho cái rồi bỏ nó luôn. Đẹp quá à. Cái này móc và đẹp không? Chào bán bánh à. Hôm nay là ngày 17 tháng 5, là một cái ngày kỷ niệm 85 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và đây hàng triệu người đi đến để kính mừng ngày đại lễ. Và tất cả các ban trị sự phường thị trấn đều làm ở địa phương, nhưng một số cô bác bà con gần xa muốn trở về đây để biết được cái nơi mà khai đạo cách đây 85 năm là như thế nào, cho nên mỗi người đều muốn trở về đây để xem. Thế mà bà con rất là đông, cái mức độ phải rất là không thể tính đến nổi. Và bên cạnh bà con rất là đông nó thì gồm có là nước uống nè, rồi tất cả các món thực phẩm chay nè đều miễn phí hoàn toàn. Và ở đây là nơi khu vực là tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và quý vị mình xa gần trong và ngoài nước muốn đi tới đây gọi là thánh địa để nhận quà COVID. Và từ đây tới chiều bà sẽ làm giảng duy trì ngâm lại những lời trong vòng của Đức Thầy. Thì ngày mai sẽ diễn biến ra ngày chánh lễ kỷ niệm. Cái gì ạ? Hôm nay thì bà con mình đến từ đây cho tới chiều rất là đông. Rồi quý vị mình sẽ đón tiếp theo những cái chương trình diễn ra một cái ngày đại lễ để quý vị mình sẽ xem những tinh thần rất thương yêu. Nay đông đông
Dạ, đây là nước mía miễn phí nè, quá sức rồi. Rồi ai uống thì uống. Người xưa cầu
đứng đàng hoàng, thẳng lưng lên. Đây là hoa tư không à, hoa lan, hoa cúc, hoa hồng, cái này rồi hồng môn đều là toàn là những loại này là hoa tư không. Dạ, nó tổng chắc một bụng thiệt không à, này cũng thiệt, thiệt không à, lan, lan thiệt nhiều lắm, mua biết nhiêu tiền. Dạ, này kính mừng đại lễ nè. Cái này mô hình của An Hòa Tự thu nhỏ. Bên đây là cổng Đông Môn. Và bên đây là Tây Môn An Hòa Tự. Rất là đẹp luôn. Cũng trang trí bằng hoa tư không? Các anh nhiếp ảnh viên, các anh nhiếp ảnh để mà chụp lưu hình kỷ niệm cho tất cả bà con ở đây. Ngày lễ này là ngày lễ 18 tháng 5, là ngày lễ khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo, của ngài Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão. Đi dạy đây các bà con tấp nập đến đây, một là đi hành hương cúng bữa đầu hành rồi, sau đó là đi đến để cho biết cái quê hương xứ sở của Đức Quỳnh Giáo Chủ, người mà đã khai sáng nền Phật giáo Hòa Hảo. Đây là tôi coi rất là đông, bà con rất là đông tới đây tấp nập. Nào chè, nào xôi, chúng ta muốn đem duyên cùng tất cả các tín đồ Phật giáo Hoàng Hảo thì đến những cái chỗ để mà phát miễn phí, thì đó hoàn toàn miễn phí, không lấy đồng xu nào hết của bà con. Còn mình không muốn đem duyên thì mình sẽ đi ra một cái chuyến ngoài như thế này, thì bà con bán rất là nhiều món ăn luôn ha, món ăn nhân gian. Đây, món ăn nhân gian như là xoài. Đó, xoài rất là ngon luôn, cà na.
bà chở đoàn. Chúng tôi xin thông báo đến cô Nguyễn, đây ơi, bà cô Năm đi đoàn chợ Phú Sơn, Thoại Sơn. Bánh tét như xíu luôn. Gói này cần dữ à con. Cái cần dữ à. À, bánh tét nhỏ xíu luôn. Rồi là hộp é. Và sau đó là luôn luôn cái này là thốt lốt. Về An Giang thì chúng ta sẽ nhớ tới là thốt lốt. Chúng tôi xin thông báo lại với cô Nguyễn để lại. Đây là con rồng. Con rồng này thì nó sẽ không có đẹp bằng con rồng hồi nãy. Nãy thì nó có con phụng luôn. À, kỷ niệm 85 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo khai sáng. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 và năm nay là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão có năm Giáp Thìn năm 2024. Và đây là giao đa năng ha. Giao đa năng. Đây nè, quay những cái nhân gian nè, bánh bán bánh nhân gian nè, đây, ở bán đồ nè. Đây là chả đòn. À, chả đòn thì chúng ta sẽ nặn miếng hạnh vô, rồi để muối vô, sẽ ăn rất là ngon. Và sau đó là bài bán tất cả những cái đồ như là dầu, rồi đèn, rồi chung nước cúng. Rất là nhiều đồ luôn, ha, quần áo. Chúng ta có thể may, tự may hay là đi mua cũng được. Và đây nè, quá bán là đẹp quá. Đây là thạch dừa, me, và đó là trái mây, sau đó là trái bồng bon, hột quẹt. Và các anh chị này là vô dầu để mà bán lại cho bà con, đó, đang vô dầu. Đó, gian hàng bán đây. Ôi, anh chị này rất là dễ thương ha. Đây là những cái xe hoa này sẽ là tối mình sẽ là bắt đèn chớp chớp lên rất là đẹp nha quý vị. Bạn đi ngũ hành. Đây cái quạt nha, có ai nực thì quạt. Quạt màu tối tối hay màu tím tím ai? Đó. Màu tím tím, quạt này nhỏ ha. Quạt này nhỏ lắm. Quạt này nhiêu cây ạ? À? Quạt nhỏ. Cái này 15 được không? Cái kêu quạt giấy nhiêu hả cô? Thôi đừng lấy quạt. Quạt giấy nhiêu mà. Giấy 10 ngàn con. Quạt giấy nó nhiêu hả? Thôi gắt ra. Quạt đó bây giờ bán bớt không? 25 nha. Năm lăm cầm mẹ đem bán. Ủa cây 20 đâu? Còn cây 15 nhờ. Đây mua cái quạt để giao duyên cùng chị bán quạt. Ủa anh cha đâu? Đây đâu cầm quạt cái coi. Hả? Vậy. Mới chạy ơi, là nếp giờ mình mới chạy nhé em, ở đâu muốn cho anh mình đi cho anh không có tiền rồi mới chạy, mới tải rồi mình chạy. Còn vô nhé mới chạy ơi. Là nếp giờ mình mới chạy. Thôi đi đi chờ cha kìa. Đi ra ngoài. Đây là chim án. Án bay rất là nhiều. Đó đây là cái da giữa mâm xoài. Mâm xoài giặt đồ trẻ em không hư không dạng, bảo vệ được tài sản của mình khỏi mai khỏi cắt khỏi mất tiền. Các anh chị phát nước suối.
Cái này cắt xã ha. Bên đây là sữa đậu nành. Sữa đi cô. Bụng bự quá rồi. Không trèo đâu. Không trèo leo nữa chứ à. Bước con nó chi? Không có đứng đó, em Ly. Nói nghe không? Quá.
đây nè, thấy đây đó cả heo nè. Ngủ gục luôn. Này bằng giải không mình không?